Ford ủ mưu phát triển một chiếc SUV 7 chỗ mới hoàn toàn, ra mắt vào quý 3. Một số hình ảnh gián điệp gần đây cho thấy Ford đang phát triển một chiếc SUV 7 chỗ mới, dự kiến sẽ được ra mắt vào quý 3 năm nay. Tuy nhiên, mẫu xe này chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Cho đến thời điểm hiện tại có rất ít thông tin chi tiết về chiếc xe. Cũng không rõ chiếc crossover dựa trên nền tảng nào, nhưng từ những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội gần đây, nó dường như là một mô hình dẫn động cầu trước khả năng cao một ổ đĩa dẫn động bốn bánh toàn thời gian sẽ được cung cấp cho mẫu xe này. Trang Autohome của Trung Quốc đã theo dõi các báo cáo chéo và kết luận nó sẽ được sản xuất bởi liên doanh Phớt. Phía trước của mẫu xe này sẽ là lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn pha có thiết kế sắc bén, một cụm đèn thứ hai được đặt thấp hơn cùng với đèn xi nhan. Có thể nói rất ít về các mặt và phía sau của chiếc SUV do lớp vỏ ngụy trang màu đen bên ngoài. Bên trong, chúng ta có thể thấy chiếc SUV có vô lăng 4 chấu d cắt và cần số dạng núm xoay tương tự như trên chiếc bán tải Ranger. Ngoài ra cũng có thể nhận thấy xe sẽ sở hữu các tính năng như sạc không dây hướng lên phía trên của bảng điều khiển trung tâm. Cụm đồng hồ người lái dạng màn hình, màn hình giải trí kích thước lớn hay lẫy chuyển số trên vô lăng. Nguyên mẫu có thiết kế đa liên kết cũng như bánh xe dự phòng bên dưới. Hình ảnh của khoang động cơ cho thấy một động cơ 4 xi lanh được đặt theo chiều ngang 2.0 lít và được trang bị hộp số tự động 8 cấp. Các báo cáo ban đầu cho thấy Ford có thể giới thiệu chiếc SUV 7 chỗ mới của mình trong quý 3 năm nay. Bạn là người có tiếng nói trong xã hội, hãy bình luận để thể hiện điều đó. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại.